Lê Lộc và Quỳnh Linh rất vui gặp lại quý vị. Mỗi tuần trôi qua rất nhanh, chúng ta gặp lại nhau cùng chia sẻ những cái buồn vui trong mỗi gia đình, đặc biệt là giữa mẹ chồng và nàng dâu. Mời quý vị đến với cặp đôi mẹ chồng nàng dâu đầu tiên. Từ tiền đâu ra? Tất cả ba lo hết, cái ăn cái uống rồi sinh hoạt gia đình ba lo hết. Xin mời. Ba chồng con dâu. Dạ. Chào chú. Dạ chào chú. Chào em. Dạ. Mời chú ngồi. Chào chị, xin mời chị ngồi ạ. Dạ, rất là bất ngờ hôm nay lại đón chào một người cha chồng và nàng dâu nữa. Xin mời chú giới thiệu về mình ạ. Tôi Vũ Đình Đông, năm nay 58 tuổi, quê Công An. Dạ, xin mời chị ạ. Dạ, xin chào chú Quỳnh Linh, chào chị Lê Lộc. Em là Nguyễn Thị Nhân Hậu, em đến từ Long An ạ. Em là con dâu của ba Đông được 2 năm rồi. Dạ. 2 năm mình rồi. Có em bé chưa hả? Dạ có rồi chị. Em bé được 3 tháng rồi chị. Wow. Đây. Chúc mừng nha. Nhưng hôm nay thì cái câu chuyện này ai đăng ký tham gia chương trình vậy? Dạ con ạ. Lý do sao mà con muốn đăng ký lên chương trình? Dạ con muốn hai cha con có cuộc trò chuyện với nhau, thoải mái với nhau, thẳng thắn nói chuyện ra hết cái gì vui buồn với nhau hết. Nhưng mà tại sao không phải là mẹ chồng mà là cha chồng? Dạ mẹ mất rồi chị. Ồ dạ, xin chia buồn với chị ạ. Cô mất lâu chưa chú? Này 3 năm mà. 3 năm. Em làm dâu được bao năm rồi? Dạ được 2 năm rồi. Ủa? Vậy tức là em mẹ làm... mất 1 năm rồi em mới, rồi mới về làm dâu. Mới cưới em. Dạ. Những ngày đầu tiên mà để chú chọn con dâu cho con trai mình á, chú có thấy ấn tượng điều gì không? Lần đầu tiên khi bà xã Phước thì nó có về đó, nó phụ đám. Mình nghĩ là chắc bạn bè của con mình về phụ thôi. Rồi xong đám một thời gian sau là nó mới dẫn nhau về, về nhà chơi. Mới hỏi con, ủa mày quen nhỏ đó hả? Nó dạ con quen ạ. Thấy người con thích thì mình cũng không có gì, vì sống thời giờ nó thoải mái chút, con thích đâu mình chịu thì mình cưới cho con thôi, để cuộc sống của con, cuộc sống của mình đâu. Nhưng mà chú có ấn tượng với con dâu của mình không? Ngay dâu đầu tiên nó về, ngay nó ngay cũng giỏi giang lắm, chén bát nhà cửa ngay cũng làm được. Cũng làm được ha. Không biết là lần đầu tiên chị gặp cha chồng á, chị có ấn tượng điều gì không? Dạ lần đầu tiên gặp ba thì thấy ba rất là nghiêm nên sợ. Nhưng mà lần đầu tiên mình có nói chuyện với cha chồng nhiều không? Dạ cũng không chị, tại vì lần đầu tiên em lên đó là trúng ngay đám tang của mẹ nên em mới gặp ba lần đầu tiên. Ủa nhà gần đó không? Nhà gần hay dạ, xa? Dạ cũng gần. Cũng gần hả? Dạ. Vậy ba em có biết là ba chồng em không? Dạ biết luôn. Biết luôn? Dạ. Chú có biết bên đó luôn hả? Biết. Vậy khi mà biết mà có thân nhau chơi với nhau không? Không có thân, chỉ người cùng xã khác ấp á. Khác ấp thôi. Thì hồi ông Xuôi ổng làm ở xã. Có ngồi chứng giấy, không biết cái giấy gì, mấy năm không có nhớ rõ. Ra ngồi chờ mà trong phòng đó thì có 2 người. Cứ ngồi chờ cũng hơi lâu, có một người khác tới cái đưa giấy vô cái ông ký. Không phải, cái em trai kia nó xách tiền nó đi, nó coi như, đợt đó một cái giấy chứng minh hay gì đó. Thấy kiểu hờn rụng bụng rồi nha. Vì mình cũng đi ra mình làm ở đó, người ta cũng làm ở đó, mình để hoài không ký cho mình. Không ngọc cho mình. Chứ làm cho người khác thấy nó hờn rụng bụng rồi. Tôi về nói với con tôi, mấy mẹ làm việc thấy ghét quá. Nói bụng mình nói với con mình thôi. Đó, mấy người đó mà ngồi xu toa tôi cũng chịu rồi. Người kỳ cục quá mà. Lúc con mình vậy đó. Cái ông mà không ký là ba cô này đúng không? Tại cái một người kia chứ không phải là ba của phải ông xui. Ấy như là trưởng công an với phó công an vậy đó, mà hai người làm chung, kiểu ba đưa giấy tờ vô rồi, tại vì người làm trước thì làm trước, người đưa sau làm sau, nhưng mà cái người đưa sau lại làm trước. Nhưng ba con làm gì trong đó? Dạ làm công an xã, ba chứng giấy tờ đồ này kia. Thì ba con là người ký đúng không? Ba không chứng á đúng không? Dạ. Chắc lính như chắc trong xếp luôn. Tốt rồi. Nó đó nữa làm xui tôi cũng làm rồi đúng không? Vậy đó. Rồi cuối cùng người gặp làm sao? Thì gặp thì con thương mình chịu chứ có làm sao đâu. Cô gia gặp cho bình thường có vậy. Có nhắc là vụ đó không? Không. Không biết là hai cha con mình ở nhà có hay tâm sự với nhau nhiều không chị? Dạ không chị, tại vì ba ở nhà cũng ít khi nào bắt chuyện với ba lắm. Để khi nào ba hỏi gì thì nói đó, còn không biết thì hỏi ba thì thôi, chứ không ít có bắt chuyện với nhau lắm. Mới đầu về thì thấy ba cũng nghiêm lắm nên mới đầu về sợ ba lắm, sợ dữ lắm. Là tại vì mới đầu ba khó, mấy chị đồ này kia nói ba cũng khó dữ lắm.
Nên về ba hỏi đâu thì nói đó, không hỏi thì thôi. Rồi có nấu cơm nấu nước gì dạ, vậy? Dạ nấu cơm nấu nước cho ba ăn. Nấu ăn được không chú? Cũng được. Con cái là nó niêm thì họ có vừa mình miệng, cái miệng mình ăn đâu thì dâu mà. Phải con trong nhà thì nó ngâu dài thì dần rồi nó nấu cũng quen. Hồi đầu tiên ai về ai không có vừa ăn. Không vừa, cái năm mình không vừa mình chỉ ở con nó thêm chút vậy đó. Cái ít thì thêm vừa ăn chứ có gì. Vậy thấy những cái điểm gì mà hợp giữa hai cha con? Hai cha con thì không có cái nào mà không hợp hết. Tại cái nào như ba nói sao thì ý em cũng gần giống như vậy. Ba rồi có chăm sóc cháu không? Dạ có. Ba trông còn kỹ hơn con trông nữa. Tại vì hồi đó con mới sanh xong rồi con về ở với ba luôn. Chứ con không có ở với mẹ ruột con. À dạ. Dạ. Cháu là cháu trai cháu gái? Cháu trai. Dạ, cháu trai. À. Chứ nó không có mẹ, giờ mình làm cha mình phải lo chứ giờ con. Vậy ông nội chăm sóc con cháu như thế nào? Thì tắm rửa, chỉ cho con hơi hám con cháu làm sao chỉ cho nó hơi. Hơi thang đúng thang lấy hơi ấm hơi. Hơi thang á hả? Dạ. Sáng ra ba đi chợ về ba coi cháu thôi chứ. Buổi sáng chú đi chợ hả? Chứ dạ. Ai đi. Từ ngày con về đó là ba đi chợ luôn. Trời, tội nghiệp chứ. Chứ ai đâu đi. Chú đi chợ về nấu cơm cho con dâu. Hồi mới sanh thì mình với chồng nó nấu. Bữa nào chồng nó mặn thì mình vô mình nấu. Chú nấu nhiều món không? Thì ở thôn quê cũng không có gì, cũng xào nấu hoặc là kho này kia nọ vậy thôi. Chú có nghiên cứu món nào để cho con gái con dâu mình là tốt cho sức khỏe rồi có sữa cho con này kia không? Cái đó như mình mua xương giò hoặc là bí rợ này kia nọ vậy mình hầm củ dền đồ đó. Dạ. Cũng nghiên cứu gì chứ bộ. Chị có những cái kỷ niệm nào đáng nhớ về ba không? Dạ có. Cái hồi mới về làm dâu được 2 tháng mấy là con bị tai nạn gãy cái giò, gãy cái xương đùi, nằm bệnh viện. Điện về cho ba thì ba cũng lo dữ lắm mà không có ngờ là ba xuống thăm. Nằm ở 115 á. Thấy ba mừng quá trời quá đất luôn. Dạ thương ba dữ lắm. Tại vì nhà anh em rồi kia cũng có đã từng nằm bệnh viện rồi á. Nhưng mà ba không có đi thăm. Mà ba lại xuống ba thăm con. Đúng rồi, chú nghĩ điều gì chú? Nghĩ mình ông cha nhờ, mẹ không còn. Còn mình nghe tin con về nhà không có người ở nhà nữa. Rồi bữa chủ nhật cứ biểu nhóm gái. Nhóm gái thì nằm chở xuống thăm em. Thì trong những lúc mà em nằm bệnh viện là ba nấu nướng này kia lo cho em đúng không? Nó nằm bệnh viện thì nó ở nhà nó nằm đó thì chồng nó ngon, có khi về nhà thì nó ở bên Anh Xu tôi đâu từng tháng nhiêu từng ngày á, rồi kêu chồng nó trở về mà đi xem ra nó đặc biệt bị cái đùi nó như này đâu có đi xem ra được. Bà nói đi xem ra không được thì thôi bà kêu xe bảy chỗ cho về để ba mới đi mướn xe bảy chỗ rồi xuống tới cửa rồi em mới biết cái xe xuống rồi mới chuẩn bị đồ đạc về thôi. Về trên này cũng không có đi lại gì được hết, cứ ngồi trên giường thôi chứ không có đi lại gì được hết. Có bao giờ mà con thấy ba khóc như thế này chưa? Dạ chưa, thấy ba buồn thì có, nhưng mà chưa thấy ba khóc. Ba buồn, chắc là ba nhớ mẹ đúng không? Dạ cũng có, mà buồn vợ chồng con cũng có. Có đợt đó giận chồng em á, rồi cái khóc rồi cái bị tụt canxi á. Tay cứng hết, tay chân hết luôn. Cũng ba ẩm lên xe, ba ẩm lên xe rồi chở bệnh viện. Lúc chồng em đâu mà ba em mà phải ẩm? Dạ chồng em cũng ở đó luôn. Nó ẩm nó yếu lắm. Chồng em ẩm yếu hơn ba em. Nổi. Vợ nó vậy chạy ra ba. Vợ con nó xỉu rồi. Mình đang bữa đó những cái tóc tiệc gì đó. Rồi chạy vô dâu trong buồng á. Mới chạy vô ẩm nhỏ này ra. Biểu chồng mà ra bên xe đi. Đang ra chở vợ mày đi. Đi thì chị nằm đi theo. Cái cục canxi anh cũng nhẹ chứ không già nha con, mà ông ẩm để ông già ẩm. Có bao giờ mà hai cha con á, cha chồng với nàng dâu ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau không? Dạ thì... chưa, ba buồn cái gì ba nói qua chồng rồi chồng nói lại, còn không thì thôi, ba cũng không nói không rằng gì hết. Có bao giờ em nói là ba sao ba không nói thẳng với con mà nói với chồng con không? Dạ chưa dám. Không dám luôn hả? Hôm bữa con bầu á, lại cứ ăn vặt. Ai nói với ba là sao em cũng không biết. Rồi ba về ba nói lại với chồng là vợ mày ăn giặt lắm hay sao. Rồi chồng con có nói lại với con y vậy. Cái kêu con thì mốt vợ ăn uống cái gì thì ăn ở ngoài đi, đừng có mua về vậy. Người ta lời ra tiếng vào á. Nhưng mà con muốn ăn uống gì này kia là muốn ăn chung với ba này kia. Tại nhà có mấy cha con hàm thì mấy cha con ăn chung với nhau nó cũng vui.
Mà hả mua vậy vậy thì người này kia đi nói vợ chồng con thì không có làm gì ra tiền hết á. Từ hồi con về làm dâu đó con không đi làm ngày nào hết. Rồi tiền đâu ra? Tất cả ba lo hết luôn. Cái ăn cái uống đồ sinh hoạt gia đình ba lo hết. Trời ơi tội nghiệp chú vậy. Chú làm gì ra tiền chú? Mình nhà nông rồi mình chăn nuôi thêm. Chú chăn nuôi rồi chú làm gì nữa? Bằng ruộng. Bằng ruộng. Rồi chồng em làm gì? Chồng thì ở nhà cũng chăn nuôi với ba rồi hả, ai mướn gì thì làm đấy, còn không mướn thì cũng ở nhà thôi. Trời ơi giờ tôi ông già lo hết luôn. Dạ. Lo từ vợ chồng tới con cái nữa. Giờ thêm cháu tới cháu luôn. Nhưng mà mình có cái định hướng gì cho tương lai là mình sẽ làm một cái việc gì đó dạ, không? Dạ có. Tại vì hồi đó con gãy cái giò là em tính là lấy dây nóc ra rồi mình sẽ đi làm. Nhưng mà chưa lấy dây nóc ra là bầu thằng nhỏ rồi. Mà bầu thằng nhỏ cũng không dám nói với ba, hai chồng không đứa nào dám nói hết. Tại vì em tính là đi làm rồi mới có con. Chứ mà chưa có tính là có con sớm vậy. Cái bầu thằng nhỏ được 2 tháng rồi. Rồi cái mới nói về mới nói với ba là bầu vậy mà con cũng không dám nói nữa, mà kêu chồng nói chứ còn cũng không dám nói với ba nữa. Gì cũng sợ ba hết vậy. Tại vì hai vợ chồng ở nhà không có đứa nào đi làm hết á. Mà ba đã nuôi cái giò rồi chưa đi làm được ngày nào, bây giờ lại thêm cái bầu nữa. Có bao giờ em tự làm cái điều gì đó mà mua món quà hay là chăm sóc ba một cái điều gì đó mà ba xúc động không? Dạ chắc có, mới đây vô tình con coi cái giấy chứng minh của ba là con biết được cái ngày sinh nhật của ba, nên mới muốn hai chồng làm cái gì đó cho ba, mà làm cái sinh nhật cho ba, mua bánh kem về cất trong tủ lạnh đàng hoàng. Ba hỏi sinh nhật ai, hai đứa cũng im re, cũng không nói với ba là sinh nhật của ba luôn, cũng không nói gì hết. Mấy anh trong nhà hỏi cũng không có nói, về bịt được kín lắm, không có để ba thấy chữ gì hết trơn á. Rồi cái đè tới chiều tới nấu nướng xong hết rồi dọn lên cái đèn bánh kem là kêu ba lên, ba thấy ba cũng bất ngờ lắm, tại vì không, ba cũng không có biết là sinh nhật của ai. Đúng rồi, chú thấy sao chú? Vui lắm. Sống từ nào giờ thì sống vui với bà xã bà Phước cũng chưa có làm cái gì hết á, mà đúng là mình cũng mừng, thấy con ngon cho mình được vậy cũng mừng trong lòng. Có xúc động không chú? Không xúc động nhưng mà mừng thôi. Dạ. Lần đầu tiên á hả? Đúng rồi, lần đầu tiên. Rồi năm sau có tổ chức nữa không? Dạ, nếu có kinh tế thì sẽ làm. Kinh tế làm. Cô là mất mấy năm rồi chú hả? Mấy năm. Vậy chứ con dâu với lại con trai có mong muốn ba có người nào đó tri kỷ nào để chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống không? Dạ cũng có, cũng kêu ba hoài. Mấy anh em cứ theo ghẹo ba là ba kiếm thêm bà nữa hay là về cho con vui hữu hỷ, rồi ba là thôi bây ơi. Ba cứ trả lời vậy thôi chứ. Sao chú con nó muốn vậy sao, chú tính thì sao? Không, thôi mình không bước nữa, để vậy sống vậy, giờ sống vậy với con với cháu đi. Nhưng mà con cái có cuộc sống riêng nó, chú cứ lủi thủi hoài, chú tâm sự những lúc buồn mà chia sẻ tâm sự với ai? Thì buồn, có khi mấy buồn có gì mình buồn quá mình tâm sự với con, nói chuyện với con rồi. Chứ giờ bước nữa mình chia già ngứa tuổi rồi. Sợ lắm rồi. Hay đăng ký đi con tìm cho chú bạn muốn hẹn hò cho. Chú có xem trình nữa không? Có. Có xem hả? Cũng có xem. Ba thích mấy chương trình đó lắm. Thích trình nào? Bạn muốn hẹn hò nè, mẹ em là mẹ chồng nàng dâu nè. Có rồi, coi là có thích nè. Có thích làm có kiếm nè. Rồi, hôm nay trước khi mà lên truyền hình thì chồng con có gửi cho chú cái bức thư này nè ha. Để chú đọc cho con nghe nha. Vợ em tính nóng nên làm em cũng khó xử trong những lần vợ lớn tiếng với em mà có mặt ba và các anh ở đó, nên nhiều lúc ba cũng rất buồn về chuyện này. Em có nói vợ xin lỗi ba để ba hiểu tính vợ không cố tình như vậy. Ba là tấm gương sáng để tụi con noi theo và vươn lên trong cuộc sống. Con mong ba và vợ hiểu nhau nhiều hơn. Vợ con thì rất là thương ba, tôn trọng ba nhiều lắm, nhưng tính của vợ con vẫn nóng. Ủa nóng lắm hả? Thương mà nóng ha. Và vợ ơi, ba rất thương vợ, dù dâu hay rể ba đều thương như con ruột trong gia đình. Có điều này anh muốn nói riêng với vợ là vợ ơi, chồng biết vợ sinh con và đảm đang công việc nội trợ gia đình rất là cực, nhưng vợ hãy thương chồng mà cố gắng lên nhé. Chồng muốn vợ quan tâm nhiều hơn đến gia đình.
thường xuyên thăm hỏi ba nhiều hơn nữa để an ủi ba trong lúc bệnh đau. Mong vợ sống luôn vui vẻ, đừng có nghĩ ngợi gì hết, cứ coi ba là ba ruột của mình đi. Và con cũng chúc ba sống mạnh khỏe, vui bên con cháu. Yêu vợ và yêu ba nhiều lắm. Tức là chồng em muốn là em bớt cái tính nóng đi. Dạ. Mỗi lần nóng thì em làm gì? Nhiều khi bực mình quá thì hay nhằn chồng thôi, chứ không có đến đổi mà la làng vậy. À, vậy sao chồng nói nóng tính quá? Tại nóng dữ lắm. Dạ. Nhưng mà muốn... nóng nói xong rồi thôi, chứ không có ghim gút gì hết á. Chồng muốn em quan tâm với ba nhiều hơn nữa đó. Dạ, tại vì em nhiều khi thấy ba buồn hay thấy ba này kia nào kia, cứ nói với chồng rồi chồng nói với ba này, chứ không có nói với ba là dạy dạy hay sao hết. Nói đi, bữa nay nói đi ha. Bây giờ thế này nè, đứng lên nói đi đó, đứng đâu, đứng kê bên đầu đó, nói đi, muốn nói gì nói với ba chồng đi. Không muốn ba cứ coi con như con ruột của ba vậy á. Ba cứ có buồn có vui gì hả, giận con cái gì ba cứ nói thẳng với con hết. Con thương ba vậy lắm mà con không có dám nói, hỏi con nói rồi thì con sợ lắm. Gặp tới sau này con có chuyện gì buồn vui con cứ nói thẳng cho ba đó biết, và mà giải tỏ trong người ra, chứ con nín thinh con không nói sao ba biết được. Ba thương con như con gái trong nhà thôi, con người có nghĩ ngợi gì nhiều hết đó. Con có gì tâm sự với ba ngồi cho tụi con à. Dạ, vậy đây con cũng xin lỗi ba, mấy lần rồi con sai, con biết con nóng, hai chồng con cãi nhau, ba giận, con biết. Đây con xin lỗi ba bỏ qua hết với vợ chồng con. Rồi, chuyện qua rồi, thôi ba bỏ qua, ba có nghĩ gì đâu. Ba muốn con gì không? Muốn con dâu thay đổi gì không? Thì nó sống với mình thì thấy cũng được, nhưng mà muốn, tôi mong muốn là vợ chồng, cứ xa vợ chồng con là cứ sống hạnh phúc, mà đó là niềm vui của cha mẹ rồi. Con nói gì thôi. Con nói con thương ba nhiều lắm. Ha. Nói đi. Dạ con thương ba nhiều lắm. À... con thương ba như ba ruột của con vậy. Thôi được rồi. Đứt ruột luôn rồi đó. Thấy chưa? Nếu ngày nào con cũng nói với ba điều đó thì có lẽ không có chuyện gì mà nó để trong lòng hết con hả? Dạ, bữa nay con nói rồi thấy. Nói. Không dám thấy chưa? Đâu có gì đâu. Con nói ba cười đó, ba còn hạnh phúc hơn nữa. Hy vọng là cái sự kết nối ngày hôm nay đó, cha con sẽ hiểu nhau nhiều hơn nha. Dạ, cảm ơn chú và chị đã đến với chương trình. Dạ. Rồi. Xin mời đi đường này ạ. À. Mẹ cũng bao che á, nên là có khách đến nhà á, mẹ toàn kêu em vô phụ mẹ sơ chế đồ ăn thôi. Còn lại cái phần nấu chính là của mẹ đảm nhận hết. Và bây giờ chúng ta đến với cặp mẹ chồng nàng dâu thứ hai. Xin mời. Dạ. À, chào cô. Chào cô. Chào em. Dạ, chào chị. Xin mời chị ngồi. Xin mời cô giới thiệu về mình. Tôi là Tô Thị Hạnh, tôi ở Trảng Bom, Đồng Nai. Năm nay tôi 57 tuổi. À, đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến hai MC và khán giả xem truyền hình ạ. Em tên là Mai, năm nay em 27 tuổi và em đang là giáo viên tiểu học. Em cưới được 2 năm và làm dâu mẹ được 3 tháng. Em đã có một bé 2 tháng rồi ạ. Em đi dạy xa nhà nên là bọn em ở riêng để cho thuận tiện công việc của em đi dạy cũng như chồng em đi làm. Em về làm dâu chỉ được 3 tháng hè. Làm dâu 3 tháng thôi? Dạ. Vậy sau năm chúng ta làm dâu 3 tháng nữa? Dạ rồi, tuần nào em cũng thứ bảy chủ nhật ấy, thì hai vợ chồng lại về dưới nhà. Nói chung là đây cô con dâu rất đặc biệt, làm dâu 1 tuần 2 ngày và 1 năm 3 tháng. À. Cái mà cô mới gặp con dâu mình đầu tiên đó, cô ấn tượng như thế nào? Ấn tượng lần đầu tiên thấy cô cháu cao ráo, rồi người sáng rồi ăn nói cũng nhanh mồm nhanh miệng chào hỏi gia đình, rồi cũng xuống phối bếp phụ với tôi. Cảm nhận tốt ha. Không biết chị cái lần gặp đầu tiên á, chị có ấn tượng gì đối với mẹ chồng không? Khuôn mặt mẹ rất là phúc hậu, với lại giọng nói của mẹ nghe nó ấm áp, nên là lần đầu là có thiện cảm với mẹ liền. Cô thấy con dâu với mình hợp điểm gì không? Hợp đi mua sắm này, ăn uống, nói chung là cái gì cũng hợp.
những cái điểm gì mà hai mẹ con mình chưa hợp nhau chị hả? Mẹ thì nấu đồ ăn á thì nó hơi nhiều nước với hơi mỡ một xíu. Em cũng dạng hơi kén ăn một xíu nên là em không thích ăn đồ có nhiều nước lắm. Mà mấy lần như vậy mẹ thấy mẹ hỏi là mẹ nấu đồ ăn thấy con có vẻ ăn ít hay là tại mẹ nấu dở nên con ăn không được. Nhưng mà mẹ nấu rất là ngon, nhưng mà do tại vì cái sở thích ăn của em á thì nó không ăn đồ nhiều nước. Lần sau á, mẹ nấu đồ ăn á nên là mẹ mua về, mẹ hỏi em thích ăn gì xong mẹ mua về mẹ để cho em nấu chiều theo ý của em như vậy. Nhưng nếu có khách ở nhà thì em nấu hay là mẹ nấu? Mẹ cũng bao che á, nên là có khách đến nhà á mẹ toàn kêu em vô phụ mẹ sơ chế đồ ăn thôi, còn lại cái phần nấu chính là của mẹ, mẹ đảm nhận hết. Khách khen nó hỏi ai nấu, nói con dâu nấu đúng không? Dạ, mẹ toàn nói con dâu nấu. Trời ơi, sướng nha. Sướng quá trời luôn vậy đó. Trước mặt mọi người thì mình cứ nói mình có sao mình nói vậy thôi, không có gì. Dâu nó phụ đâu có nấu đâu. Phụ nhưng mà cũng phụ thì cũng vừa phụ vừa học cách nấu. Thì cái tuổi trẻ nó hay ăn ngọt. Lần sau con nấu cho bố mẹ thì con đừng có bỏ ngọt. Thì cho biết ý thì nó múc riêng ra cho bố mẹ. Hai mẹ con mình có hay giống như là chở nhau đi chơi hay là đi ăn uống với nhau không chị? Mẹ chồng em thì ít đi ăn hàng ở ngoài lắm. Mẹ kêu là hai vợ chồng thì cũng kêu mẹ ra đi ăn cùng á. Nhưng mà mẹ ăn một hai lần mẹ cứ ngày hôm sau mẹ thấy lên ký, mẹ bảo thôi lần sau đừng có rủ mẹ đi ăn đó. Mẹ thấy mẹ mập lên rồi á. Vậy thì còn cái điểm nào mà hai mẹ con chưa hợp nhau nữa? Mẹ cũng ít tâm sự cái nhiều cái em muốn hỏi mẹ trực tiếp những cái vấn đề, nhưng em ngại nên là em cũng chưa có dám trực tiếp nói với mẹ, rồi em thông qua chồng em hỏi. Em thấy mẹ chưa có thật sự là cởi mở với em lắm. Đúng không cô? Thì cũng có cái đúng. Như là cô cũng chưa có, gọi là vẫn còn cái khoảng cách giữa mẹ chồng với nàng dâu. Mình nghĩ cái tuổi trẻ nó khác cái suy nghĩ với mình. Khác thì cô ngồi cô tâm sự chia sẻ với con dâu. Mới đầu về thì không biết, nhưng sau thì cô cũng nói. Có giận nó bao giờ chưa? Không, cô không giận. Coi như con mình vậy. Không có phân biệt chứ cô không giận. Chắc chắn rằng ở đây á là cô vẫn còn một khoảng cách với con dâu, chắc chắn như vậy. Khi nào cô nghĩ là có con dâu sẽ buồn cô một vài vấn đề gì chưa? Cô thì cô thấy chẳng có gì để mà buồn, tại vì có gì không nên không phải thì cô nói liền. Cô dâu có buồn mẹ điều gì không, có chưa bao giờ nói không? Lúc làm dâu giờ mẹ không làm em buồn cái gì á. Mà em thấy làm dâu mẹ em thoải mái lắm. Từ lúc về làm dâu với mẹ giờ em chưa bao giờ mà em thức dậy mà sớm hơn 9 giờ, toàn là 9 giờ sáng. 10 giờ em mới dậy là mẹ đi mua đồ ăn sáng thứ hết cho em. Mẹ cũng hạn chế không cho em vô bếp nhiều, và biết em công việc đi làm về em mệt á. Cuối tuần về nghỉ ngơi á thì mẹ muốn tạo thời gian cho em nghỉ ngơi á, nên mẹ hạn chế tối đa cho em việc em phải vào bếp núc nhiều á. Nhưng mà đó chỉ là những giây phút ban đầu, những cái giai đoạn đầu thôi. Chứ nếu như mẹ chồng nàng dâu mà ở nhau lâu thì nghĩ rằng chúng ta cần phải chia sẻ nhiều hơn nữa. Em cần phải dậy sớm, có những buổi dậy sớm có thể nấu bữa ăn sáng cho mẹ, hay có sự chăm sóc nào. Chứ nếu con dâu mà ở nhà cả năm, 2-3 năm trời mà cứ ngủ 9-10 giờ không thì chắc chắn rằng mẹ chồng sẽ buồn. Mẹ chồng cứ sợ con dâu buồn, cứ giấu trong lòng. Mà càng giấu thì nó càng buồn. Mà càng buồn đến lúc nào đó nó vỡ ra thì hết sức là nguy hiểm trong cái mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Cô vẫn còn cái điều gì đó ngại. Không, cô không ngại. Có cái cô nghĩ là con nó nuôi dậy cả tuần nó mới được ngày chủ nhật nó nghỉ thôi. Dạ. Mà tuần được có chiều tối chủ nhật thứ bảy nó mới về, thì chiều chủ nhật vợ chồng nó lại đi rồi. Đấy, mẹ chồng tuyệt vời không? Lúc nào cũng nghĩ ưu tiên về cho con dâu hết trơn á. Còn đối với riêng chị thì chị có làm những cái hành động gì đó thể hiện hay là bày tỏ tình cảm của mình đối với mẹ không? Em biết mẹ luôn luôn dành sự ưu ái cho mình á, nên là em hay mua những món quà nhỏ nhỏ tặng cho mẹ. Rồi em hay mua những cái thực phẩm chức năng cho mẹ uống như collagen các thứ để cho ấy. Lâu lâu em gửi về em đưa cho mẹ những cái quà, món quà nhỏ nhỏ dành cho mẹ. Hồi đầu mẹ cũng không có xài kem dưỡng da đâu, nhưng mà em tặng cho mẹ kem, giờ mẹ xài tháng nào mẹ cũng xài đều đặn, là fan trung thành của kem dưỡng da. Thế là mẹ, con dâu thấy tâm lý ha, muốn mẹ càng ngày càng trẻ đẹp luôn. Cô có nhớ những cái kỷ niệm nào mà giữa cô và chị vui vui, dở khóc dở cười không cô? Nói chung cái kỷ niệm nhất là hồi cháu nó có bầu, đến ngày sinh á. Dạ. Thì tôi đến ngày sinh thì tôi có đưa cháu đi khám. Đi lên lầu thì tôi cũng đau lưng, tôi cũng mệt, thế cháu nó cũng mệt. Thì tôi bảo bây giờ cô ơi, con ngồi đây để mẹ vào mẹ đăng ký. Thì cô vào cô đăng ký. Cái cô ngồi đăng ký á, cô ghi xong bắt đầu cô mới hỏi tôi là cô đi khám cái gì. Thì cô nói là cô khám thai. Cô ngẩng lên cô hỏi tôi bảo cô khám thai á, bảo không, con dâu cô. Cái đồ cảm cái dãy người ta đăng ký, ta nhìn tôi ta cười. Chồng của em cũng rất là ngại khi xuất hiện trên màn hình đúng không? Có gửi cho chương trình lá thư, mong rằng đọc cho hai mẹ con nghe. Gửi mẹ,
và vợ. Con ủng hộ hai mẹ con tham gia chương trình, nhưng con ngại nên không thể quay clip. Vì vậy con viết thư này gửi chương trình cũng như gửi mẹ và vợ. Với mẹ, con mong mẹ có nhiều sức khỏe, đặc biệt là mắt mẹ. Con mong mẹ khỏe để nhìn thấy con cháu mẹ trưởng thành và báo hiếu. Con có làm gì mẹ buồn, mẹ tha thứ cho con nhé. Với vợ, anh yêu em nhiều lắm và cảm ơn em đã đăng ký tham gia chương trình để mẹ con hiểu nhau nhiều hơn. Anh biết em thương mẹ nhiều. Anh mong sau này nếu có buồn mẹ, em và mẹ có thể nói trực tiếp với nhau và không cần thông qua anh nữa như hiện tại. Mẹ cũng đừng sợ con dâu mẹ buồn, không nói ra nha mẹ. Con thương mẹ, thương vợ, thương hai người nhiều lắm. Hôm nay thì cô có mong muốn điều gì con dâu của mình hay không? Lúc trước khi chưa có con thì con nó ngủ nướng đến 9-10 giờ cũng được. Nhưng bây giờ có con rồi thì tranh thủ dậy sớm để còn lo cho con, là còn kịp giờ lên trường lớp. Thấy chưa? Mong muốn của cô chỉ như vậy thôi. Không biết là chị có mong muốn ông mẹ điều gì không? Mắt mẹ cũng mờ nên là em mong là đôi mắt của mẹ là lúc nào cũng giữ nguyên hiện trạng, đừng bị mờ nữa. Và cầu mong mẹ có sức khỏe thật nhiều, sẽ không bị đau lưng nữa, sẽ cố gắng và dành nhiều thời gian để đưa mẹ đi du lịch hơn. Tại vì mẹ em thì thích đi du lịch lắm, nhưng mà từ lúc làm dâu giờ thì hai vợ chồng chỉ có đưa mẹ đi du lịch được một lần. Muốn mẹ có sức khỏe, có niềm vui thể chia sẻ với mẹ nhiều hơn nữa nha. Cảm ơn hai mẹ con đã tham gia chương trình cô nha. Con lúc nào cũng xem mẹ như là người mẹ thứ hai của con đó. Con thương mẹ như là mẹ ruột của con vậy. Mẹ cảm ơn con. Rồi chúc hai mẹ con hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn em. Với cặp mẹ chồng nàng dâu này thì vẫn còn những cái điều nó mới mẻ lắm, chưa có một cái sự va chạm nào nó nhiều, và hy vọng rằng họ vẫn giữ được những cái tình cảm mặc dù ở xa nhau. Còn bây giờ tôi sẽ nói lời chào tạm biệt và chúc sức khỏe quý vị nhé. Tạm biệt.